Việc mua thuốc theo kinh nghiệm thói quen về tự điều trị là thói quen đã tồn tại nhiều năm qua ở rất nhiều địa phương. Nhiều trường hợp người dân thấy mua thuốc theo phương thức này về uống, các triệu chứng bệnh giảm nên nghĩ là hiệu quả. Tuy nhiên lại không hề biết làm như vậy là vi phạm quy định pháp luật, có thể mua nhầm, mua sai thuốc điều trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Gia đình tôi có những người bị hắt hơi sổ mũi, viêm thì tôi cứ ra cái hiệu thuốc ngay gần nhà tiện thì tôi cứ mua những liều thuốc các cô ấy hướng dẫn lòng về điều trị. Nhưng mà tôi nghĩ là thứ nhất là do là bệnh viện, tôi ngại đi bệnh viện. Cái thứ hai là cứ tiện là hiệu thuốc nó ở gần. Mua và sử dụng thuốc kê đơn mà không có đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh, rất nguy hiểm, dễ gặp rủi ro do phản ứng có hại từ thuốc gây ra. Đó là chưa kể đến việc điều trị tại nhà kéo dài không đúng bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tốn kém về kinh tế, thậm chí có thể gây ra những tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Việc dùng kháng sinh mà không theo đơn của bác sĩ hay dùng các thế hệ kháng sinh sau một cách rộng rãi sẽ làm phát sinh những chủng vi khuẩn kháng thuốc và siêu kháng thuốc. Khi bệnh nhân có vi khuẩn kháng thuốc rồi sẽ gây nhiều khó khăn cho việc điều trị của bác sĩ để lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Đối với những bệnh nhân mà bị kháng kháng sinh thì lúc đó thì bệnh viện sẽ phải làm kháng sinh đồ để lựa chọn những cái chủng kháng sinh phù hợp nhất. Theo kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các cơ sở bán lẻ thuốc ở vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy, nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp, đặc biệt ở vùng nông thôn. Để giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tự mua thuốc chữa bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của các sở ban ngành chức năng liên quan, người dân cần có ý thức tự bảo vệ sức khỏe, chỉ nên sử dụng thuốc khi có đơn chỉ định của y bác sĩ.